Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô máy câu Nhật Bản mình xin giới thiệu các bạn. Giá là mình báo trên video, giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một máy là 30k, mình ship code toàn quốc. Sau đây thì mình xin giới thiệu con máy đầu tiên nha các bạn. Con số 1. Con số 1 này là một con Suyumi ạ. Ratio của nó là 5.1. Con này có size là size 3000 nha các bạn. Cước số 3 là 160m nè. Cối kim loại. Ngoại hình còn rất là mới nha các bạn. Con lăng này rất là sáng luôn. Kẹt cước này rất là to. Con này là máy sóng, lưỡi gà hoạt động tốt. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Một con Suyumi, thay đổi tay quay trái phải nha các bạn. Thay đổi tay quay trái phải. Con này là của... Con này là một con máy của China xuất Nhật nha các bạn. China xuất Nhật này. Tay quay này nha các bạn. Con này rất là mới luôn. Ngoại hình con này mới tầm 90% nha các bạn. Mình thấy không có trầy xước gì. Máy quay này. Con này quay rất là mượt. Chốt chặn nha các bạn. Con này hoạt động rất là tốt. Con số 1 này có giá là 100k. Số 1 100k. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 này là một con Shimano nha các bạn, một con Shimano này. Con này là của Holiday Spin 2000 của Malaysia nha các bạn, một con máy Shimano của Malaysia. Ngoại hình này. Cối kim loại nha các bạn, cối kim loại. Size 2000. Cước số 2 là 150m này, cước số 3 là 100m. Con lăn này nha các bạn. Máy sóng, lưỡi gà hoạt động rất là tốt. Gạt cước này nha các bạn, hoạt động rất là tốt. Con này là mình thay đổi tay quay trái phải nha các bạn. Tay quay này. Tay quay gập. Con này nó có trầy xước ở tay nha các bạn, tay quay bằng nhôm này, nó bị tróc sơn này nha các bạn. Máy quay này, con này quay rất là mượt luôn. Máy quay rất là mượt nha các bạn. Chốt chặn. Con số 2 này có giá là 200k. Số 2 200k. Thay đổi tay quay trái phải. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 này là một con Trend Spin này nha các bạn. Size 3000. Cước số 3 là 150m nha các bạn. Một con máy xuất Nhật này, không có in tem nước. Ngoại hình con này còn rất là mới nha các bạn. Nhìn. Ngoại hình khá là mới luôn. Con lăng này nha các bạn, rất là sáng. Cước này. Cước con này cực kỳ mới luôn. Cước màu cam này. Rất là mới. Con này là mình thay đổi tay quay trái phải. Tay quay gập này nha các bạn. Trái phải. Gà cước này hoạt động rất là tốt. Máy sóng. Lưỡi gà hoạt động tốt. Máy quay nha các bạn, rất là mượt luôn. Chốt chặn này. Con này ngoại hình mới tầm 90% nha các bạn. Máy này rất là sáng bóng luôn. Mới tầm 90%. Một con máy xuất Nhật Sabin. Con số 3 này có giá là 130k. Số 3 130k. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 này là một con máy Olympic VX700B này nha các bạn. Một con Olympic. Dòng này là một con dòng của Bangladesh nha các bạn. Máy nước Bangladesh. Bangladesh này. Mamiya OB. Nước Bangladesh nha các bạn. Size con này là size 2000. Cước số 2 là 150m. Cước số 3 là 100m này. Size 2000. Con lăng này nha các bạn. Rất là sáng luôn. Cước màu xanh này. Máy sóng, lưỡi gà hoạt động tốt. Gà cước này nha các bạn. Con này hoạt động rất là tốt. Thay đổi tay quay trái phải. Tay quay này. Tay quay này bằng nhôm nha các bạn. Máy quay này. Nó bị rối cước mà. Con này quay rất là mượt nha các bạn. Máy quay này. Chốt chặn này nha các bạn. Con số 4 này có giá là 140k.
Số 4 140k, mấy hoạt động rất là tốt nha các bạn. Tiếp theo là con số 5. Con số 5 này là một con Flash Spin này nha các bạn, ZB10. Một con máy của Korea. Size con này là size 2000 này nha các bạn. Màu xanh già nè, rất là đẹp luôn. Con lăng này nha các bạn, rất là sáng. Máy sóng, lưỡi ga hoạt động tốt. Gạt cước này nha các bạn, hoạt động rất là tốt. Thay đổi tay quay trái phải, tay quay này nha các bạn. Thay đổi trái phải, máy quay này. Máy quay rất là mượt nha các bạn. Góc chặn này. Con số 5 này có giá là 130k nha các bạn. Số 5 130k. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 này là một con Flash Spin ZB30 này nha các bạn. Máy này là của Korea, Korea này nha các bạn. Con lăng này rất là sáng luôn. Size con này là size size 4000 nha các bạn. Cước số 5 là 120m này. Con này là size 4000. Ratio con này là 4.6. Thay đổi tay quay trái phải. Cước con này nha các bạn. Con lăn. Máy sóng, lưỡi ga hoạt động rất là tốt. Thay đổi tay quay trái phải nha các bạn. Một hình này, máy quay. Con này quay rất là mượt nha các bạn. Chốt chặn này. Con số 6 này có giá là 160k. Số 6 160k. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 này là một con máy của Bangladesh nha các bạn. Super Chen G này nha các bạn. VX700MR. Con này có size là size 2000 này nha các bạn. Màu đỏ này. Một con máy nước Bangladesh. Bangladesh này nha các bạn. Mamiya này. Con lăng này rất là sáng. Thay đổi tay quay trái phải. Gạt cước này nha các bạn. Hoạt động rất là tốt. Máy sóng, lưỡi ga hoạt động tốt này. Thân máy này nha các bạn. Còn rất là sáng bóng luôn. Tay quay này nha các bạn. Tay quay bằng nhôm này. Máy quay này nha các bạn. Con này quay rất là mượt. Chốt chặn này. Con số 7 này có giá là 180k. Số 7 180k. Tiếp theo là con số 8. Con số 8 nha các bạn. Con số 8 này là một con Longitudinal này nha các bạn. Longitudinal. Size con này là size 2000. Cước số 3 là 70m này. Con lăng này nha các bạn, rất là sáng luôn. Con này là một con máy của Korea. Korea. Ngoại hình này nha các bạn, con này rất là mới. Độ mới con này tầm 90-95% nha các bạn. Thế này, màu này. Rất là sáng bóng luôn. Con này là mình thay đổi tay quay trái phải, tay quay gập luôn. Máy sóng nha các bạn, lưỡi ga hoạt động tốt nè. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Máy quay này nha các bạn, con này quay rất là mượt. Chốt chặn này. Con số 8 này có giá là 200k. Số 8 200k. Máy rất là mới nha các bạn. Size 2000, quay rất là mượt luôn. Tiếp theo là con số 9. Số 9. Con số 9 này là một con máy Stabin này nha các bạn. Một con máy của Korea Sport này. Korea Sport này. Máy rất là đẹp nha các bạn.
có kim loại. Size con này. Con này có size là size 3000 này nha các bạn. Cước số 3 là 150m này nha các bạn. Cước số 2 là 180m. Con lăng này rất là sáng luôn. Con này là mình thay đổi tay quay chắc phải nha các bạn. Tay quay gập này. Tay quay cán gỗ luôn nha các bạn. Tay quay cán gỗ này. Ngoại hình của máy này, màu rất là đẹp luôn. Màu máy này nha các bạn. Có kim loại rất là sáng luôn. Máy sống, lưỡi ghe hoạt động tốt nha các bạn. Ghe cước này hoạt động rất là tốt. Máy quay này nha các bạn. Con này quay rất là mượt. Chốt chặn. Ngoại hình này nha các bạn. Con số 9 này có giá là 230k. Số 9 230k. Tiếp theo là con số 10. Con số 10 này là một con Suzumi nha các bạn, một con Suzumi này. Suzumi tay quay đôi luôn nha các bạn. Tay quay đôi này. Một con máy của Korea. Size con này là size 4000 này nha các bạn. Suzumi size 4000, cước số 4 là 150m. Ratio là 5.7 nha các bạn. Cước này màu xanh. Rất là mới nha các bạn. Con lăng này rất là sáng luôn. Máy này ngoại hình này nha các bạn. Ngoại hình con này mới tầm 85-90% này nha các bạn. Tay quay đôi. Máy này tay quay đôi này. Máy quay này nha các bạn, rất là mượt luôn. Gà cước này hoạt động rất là tốt. Máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt. Tay quay đôi này nha các bạn. Con này là mình thay đổi tay quay trái phải. Chốt chặn này nha các bạn. Máy quay rất là mượt. Con số 10 này có giá là 390k. Số 10 390k. Máy rất là đẹp nha các bạn. Tiếp theo là con số 11. Con 11 này là một con máy xuất Nhật này nha các bạn. Không có in tem nước này. Size của nó là size 3000. Cước số 3 là 165m nha các bạn. Cước số 3 là 165m, cước số 4 là 110m. Lăng này nha các bạn, rất là sáng. Thay đổi tay quay trái phải. Gạt cước này nha các bạn, hoạt động rất là tốt. Máy sống, lưỡi gạt hoạt động tốt. Con này quay rất là mượt. Chốt chặn này. Con số 11 này có giá là 150k nha các bạn. 11 150k. Tiếp theo là con số 12. 12 này là một con máy ngang này, mini. Máy ngang này nha các bạn, Japan luôn. Một con máy ngang tay phải, size 1500 nha các bạn. Cước 1.5 là 180m này. Size 1500 gần 2000. Máy quay này nha các bạn. Chốt chặn này. Máy quay rất là mượt. Máy quay này nha các bạn. Một con máy ngang tay phải. Con số 12 này có giá là 200k. Một con máy ngang này của Japan. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho mình hoặc là để lại dưới bình luận mã máy kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.